VN rất vui khi được gặp lại các bạn. Các bạn thân mến, thật là không vui nếu như chúng ta bỏ ra một khoản tiền nhưng dinh về lại là hàng giả, hàng kém chất lượng đúng không ạ? Và trước mặt Linh Trang đây là các sản phẩm đèn sửa nhà tắm, một vật dụng không thể thiếu đối với các gia đình rồi. Và trên tay Linh Trang lúc này là hai chiếc bóng đèn. Đây là chiếc bóng đèn chính hãng đến từ tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han. Và đây là một chiếc bóng đèn sửa giả. Và ngay bây giờ Linh Trang sẽ giúp các bạn phân biệt được đâu là đèn sửa chính hãng, còn đâu là bóng đèn sửa giả. Điều đầu tiên đó là các bạn nhìn thấy về kích thước của đèn. Như các bạn nhìn thấy ở đây thì đèn sửa chính hãng của tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han có kích thước lớn hơn so với đèn sửa giả. Có thể khi lắp vào thân đèn rồi thì khó mà phân biệt được. Nên Linh Trang khuyến khích các bạn khi mà các bạn mua đèn sửa nhà tắm thì các bạn nên tháo ra xem xét từng bộ phận trước khi quyết định lựa chọn mua. Điều thứ hai để các bạn có thể phân biệt đèn sửa chính hãng và đèn sửa giả đó chính là logo và thông số in trên bóng đèn. Logo và thông số in trên bóng đèn sửa nhà tắm Han chính hãng thì các bạn thấy là được in rất là sắc nét và không bị mất chi tiết. Còn ngược lại, đèn sửa nhà tắm giả ở trên bóng của nó cũng có logo, cũng có thông số nhưng nó lại được in khá là mờ. Và hơn nữa ở một số chữ còn bị mất nét nữa. Nên các bạn phải đặc biệt lưu ý khi mà chúng ta lựa chọn sản phẩm. Một đặc điểm nữa để chúng ta phân biệt đó chính là các bạn nhìn vào phần nhôm bên trong của chiếc bóng đèn sửa nhà tắm. Bóng đèn sửa nhà tắm chính hãng từ tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han thường có số ký hiệu trên phần nhôm này là 14C, 15H hoặc là Han17. Khác với đèn sửa nhà tắm chính hãng thì đèn sửa nhà tắm giả, bóng đèn trên phần khung nhôm lại được in ký hiệu là AODI. Do vậy các bạn thật là tỉ mỉ chi tiết khi mà các bạn lựa chọn mua đèn sửa nhà tắm, nên tháo hẳn bóng ra để xem đó có phải là bóng đèn chính hãng chưa. Vì thường là bóng đèn giả thì sẽ gây ra một số hiện tượng như là cháy nổ, nên là rất là không an toàn cho người sử dụng. Vì vậy các bạn cần phải lựa chọn được bóng đèn chính hãng. Và chắc chắn nhất để các bạn mua được bóng đèn sửa chính hãng là đến các đại lý chính hãng thuộc tập đoàn đèn sửa nhà tắm Han nhé. Và vừa rồi thì hy vọng rằng với những gì mà Linh Trang vừa chia sẻ thì các bạn đã có những thông tin cần thiết để có thể phân biệt được đâu là bóng đèn chính hãng, đâu là bóng đèn giả và dinh về cho gia đình mình một sản phẩm chất lượng nhất, tốt nhất nhé. Hãy tiếp tục theo dõi các video tiếp theo. Còn bây giờ Linh Trang phải nói lời tạm biệt với các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.